Good evening, everyone. Hello, teacher. Nice to see you today. Hello, teacher. We only see each other twice a week, right? Hello. Saturday? Bình thường thứ bảy các bạn học đúng không? So what did you do if you don't study with me? Morning. Wow, wow. What did you guys do? Hôm thứ bảy các bạn làm gì? Bình thường mình sẽ học đúng không? Bây giờ hôm trước các bạn vừa làm. Hello teacher. Hello guys. Nice to see you guys today. Hello. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hi guys. Hello guys. Hello teacher. What did you guys do on Saturday evening? Hello teacher. What did you guys do on Saturday evening? Mọi người làm gì vào tối thứ bảy nếu mà mọi người không học với cô? You guys do your homework? Yeah. Hello teacher. Hello guys. Hello. Nice to see you guys. Hello teacher. Nice to see you guys today. Hello teacher. Yeah. Okay. I think we should hello, start teacher. Our class. Hello everyone. Hello teacher. Hello everyone. Hello teacher. Hello guys. Teacher. Hello teacher. Hello guys. Hello teacher. Okay. Nice to see you guys. Okay, wait me. Okay, let's start our class today, okay? Không biết là mọi người làm gì vào thứ bảy ta. Nếu mà các bạn bình thường học với cô thì hôm thứ bảy vừa rồi mọi người làm gì? What did you guys do on Saturday? What did you do? Thứ bảy vừa rồi là mình đâu có học đâu đúng không? Tại vì mình đã theo lịch mới rồi. FIFA, FF, Free Fire, Free Fire. Hả? Bắn súng à? Ah, Gia Hưng, it's the first day. It's the first day, Gia Hưng. Các bạn ở đây là đa phần các bạn đã học cũng rất là lâu rồi đúng không? Cô nhớ hôm nay là buổi thứ không? Hôm nay là buổi thứ 41 rồi đó. Ah, I'm really sorry guys. Nếu mà bạn nào mà các bạn mong chờ cho Phuket thì cô rất là xin lỗi mọi người. Hôm bữa đến giờ cô cứ quên mất là mình có Phuket mà cô quên. Cô chuẩn bị bài trên Phuket. Cô toàn chuẩn bị bài ở trên Quizzes thôi. Cho nên là bữa sau có gì cô hứa là bữa sau thứ 6 mình phải chơi Phuket nha. Oh, your first day, Thủy. Wow, các bạn ở đây đa phần các bạn đã học từ thời tháng 8 tới giờ cũng rất là nhiều rồi nè. À, các bạn đã học đến nay là 40-41 buổi rồi á. Okay, welcome Thủy to the class. I'm really sorry guys, cô quên mất là mình có thể chơi Phuket nhưng mà cô quên á, cô quên chuẩn bị bài trên Phuket. Cho nên là hôm nay mình lại chơi quizzes nha, mình thật ra không phải là chơi đâu mọi người, mình chơi lại quizzes này thôi. Có thời gian thì cô sẽ mở cho các bạn một cái quiz về chủ đề khác nữa. Okay? We don't have Phuket today, okay? We don't have Phuket today. Okay, guys. Now, this is your homework, right? This was your homework. Uh-huh. Đây là bài tập về nhà của mọi người nè. Mọi người đã làm rất là tốt, đúng không? Good job, everyone. Có bạn nào mà chơi đến 27 lần? Diệp. Right? Your name is Diệp. You play for 27 times? Wow, that's a lot. That's a lot. Con chơi đến 27 lần là nhiều lắm luôn á. You spend a lot of time playing this quiz, huh? So, today we're gonna play again the quiz, okay? Hôm nay thì mình sẽ chơi lại. Ở đây có Hoàng Giang rất là tốt nè. Hoàng Giang làm đúng hết cho cô luôn. Rất là giỏi luôn. Good job, Giang. Well done for the quizzes, right? You have all correct answers. Good job, guys. Well done. Thì hôm nay mình sẽ chơi cái này lại một lần nữa. Sau đấy thì cô sẽ cho các bạn sửa bài những cái câu ở đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi lại cái này. Mình sửa bài. Sau đấy thì mình sẽ làm thêm một số bài tập nhỏ nhỏ khác nữa. Thì coi như là mình đã hoàn thành xong được cái bài, cái chủ đề Five Senses này rồi đó. Cô nghĩ là bạn làm được cái bài này nữa là các bạn đã rất là giỏi ở cái việc sử dụng cái từ mà tụi con hay thấy là sound, hear, smell, taste rồi đó. À, các bạn cố gắng mình chơi những cái này và mình nghe cô sửa bài là chắc chắn được con sẽ dùng được rất là thành thạo rồi. Ok, good job. Có gì cô thể cho các bạn chơi thêm quiz khác nữa.
Okay, now let's start again. Let's play again, okay? Play again this one. Bây giờ các bạn cùng chơi lại một lần nữa nha. Bạn nào hôm trước không có làm bài tập về nhà thì coi như là cái này là một cái trò chơi mới cho tụi con luôn á. Bởi vì tụi con chưa làm thì ở đây là câu mới. There are 25 questions, okay? There are 25 questions. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình học về 5 senses. The last day, okay? Hôm nay sẽ là ngày cuối và mình sẽ học chủ đề tiếp theo vào ngày thứ 6. Okay, a new topic. Sorry guys, Wednesday, thứ tư, cô nhầm, thứ tư mình học tiếp chủ đề mới nha. Cho nên là chắc là tụi con sẽ không có bài tập về nhà đâu, bởi vì tụi con đã làm rất là nhuần nhuyễn về cái này rồi. Nếu mà có bài tập về nhà thì cô sẽ cho các bạn một cái chủ đề khác chứ không có liên quan tới cái này nữa. Cái này là mình đã làm rất là nhiều rồi. I'll send you guys the link in the chat box, okay? Okay guys, please join the room. Yes, good job everyone. Very fast. Who is it? It's Hai Nam. You always very fast. Okay, good job guys. Join the room. Okay, wait for your friends, okay? Hành Danh, you cannot see the link, right? Hình như Hành Danh mới vào, đâu có cái link đúng không? Để cô gửi lại đây. Để cô gửi cái link lại. Cô cho Yahi vào nữa rồi cô. Okay. Okay guys, bạn nào mới vào thì chúng ta bấm lại cái link nha. Có một số bạn là mời cô với accept vào đúng không? Thì các bạn bấm lại link nha. Okay, 47 friends already. What about the others? Bạn Minh Quân. Bạn nào mà cô gửi cái link nhé, thì tụi con đã vào rồi thì không cần phải vào nữa nha. Okay, 55 friends already. Let's wait for a few more. Mình đợi các bạn thêm một xíu nữa nha. Okay, để cô gửi. Bạn nào mà đã vào rồi thì tụi con đừng nhấp lại cái link mình vào một nhiều lần nha. Một lần là được rồi, tụi con coi chơi một lần một cái thôi. Okay. Ở đây là cô gửi cho bạn nào vào sau á, tại vì có mấy bạn vừa mới vào sau lớp của mình thì các bạn bấm, các bạn không nhìn thấy tin nhắn cũ được. Cho nên các bạn bấm link sau nha. Okay, 57 friends already. What about the others? Lớp của mình là có 69 students. There are 69 students in the class, right? But right now there are 16, so there are about 10 more. Vẫn còn khoảng 10 bạn nữa, đúng không? Ok, có một số bạn nữa mới vào nè. Tại vì cô gửi link trong group cho các bạn, chắc là các bạn mới bấm vào. Mình đợi một xíu nữa nha mọi người, tầm 3-4 phút gì đấy. Ok, please wait for your friends. Chắc là một số bạn lại không thấy link nữa rồi. Để cô gửi lại cho tụi con nha. Bạn nào mà mới vào nè, các bạn bấm vào cái link cô vừa gửi để vào chơi game quizzes nha. Cái này là cái bài tập về nhà của mọi người ấy. Sixty four friends already. Mỗi lần có bạn mới thì cô sẽ lại gửi link nên tụi con cứ đừng để ý, không cần phải bấm lại đâu nha. Yếu nhiều như Lemon Tea nè, Lemon Tea đâu cần vào hoài đâu, cô xóa bớt của Lemon Tea nha. Cô xóa bớt của Lemon Tea nha, cô để cái cuối cùng thôi á. Mình không vào nhiều nick nha Lemon Tea. Cô chỉ để dành cho con cái cuối cùng thôi đó. Use one only, okay? Lemon Tea chỉ cần dùng một cái cho cô thôi nha.
con không cần phải dùng mấy cái mà cô gửi này, cô nói lemon tea rồi đó, con không cần bấm lại, ok, nó vẫn là đúng một cái link đấy thôi, cô chỉ gửi cho các bạn mới, các bạn vào chơi thôi, cho nên là các bạn không bấm lại nha, mình không bấm lại cái link đấy nha, mình chỉ để một cái duy nhất là được, một cái thôi mọi người ơi. Ok, ở đây cô gửi cho bạn nào bị vào sau á, các bạn không thấy được cái tin nhắn cũ, cho nên là các bạn mới vào lại. Ok, right now let's see what time is it. It's 19, ok. One or two more minutes, I will start the game. Khoảng 1-2 phút nữa thì cô bắt đầu game nha. 1-2 phút nữa cô bắt đầu game cho mọi người nha. Chắc chắn là ở đây có nhiều bạn, cô nghĩ là các bạn có vào lại quá, cho nên là nhìn nó có vẻ đông đông. Thường thì lớp mình không có vào đủ hết các bạn tham gia lớp đâu. Bây giờ là 72, lớp mình 73, có nghĩa là các bạn đầu vào full lớp á. Nếu đúng theo lý thuyết là như vậy. Hay ví dụ Ngọc Khuê này, con vào 2 lần này đúng không? Tại vì nó để dấu sao ở đây, có nghĩa là Ngọc Khuê vào 2 lần đúng không? Tino cũng vậy nè, Tino vào đến 2 lần đúng không? Các bạn đâu cần vào 2 lần đâu. Các bạn vào một lần cho cô thôi, ok, mình chơi một lần thôi là được rồi, đâu cần phải để hai nick đâu. Ok, I will start the game, ok. Đây, bạn nào vừa mới vào một lần cuối cùng, cô gửi link một lần nữa cuối cùng, và bây giờ cô bắt đầu nha, cô bắt đầu game cho mọi người nha. Let's start everybody, let's start the game. Các bạn nhớ là chơi bên màn hình của tụi con nha. Tụi con chơi bên màn hình của mình nha, không chơi ở màn hình của bên cô, không có gì để chơi đâu. Tụi con quay lại cái link tụi con đã bấm á. Bài kỹ kỹ một xíu nha. Các bạn coi chừng là câu là có chia thì dùng đúng từ chưa? Chia thì chưa? Có cần phải chia thì với cái chủ ngữ đấy không? À, dùng đúng chưa? Các bạn để ý cho cô nha. Chủ yếu là phải chia thì là nhiều nè. Dùng đúng cấu trúc chưa? Có cần có cái chữ like trong đó không? Dùng sao hay là look hay là see hay là feel đây? Đó, để ý cho cô nha. Để ý cho cô nha. À, nhiều bạn vào mới vào quá nè. Okay. Are you guys still playing? Các bạn vẫn còn đang chơi không? Hành Giang có còn đang chơi không? Hành Giang gật đầu cho cô xem. Okay, tại vì nó ghi cô vừa mới bị ngắt kết nối. Thôi các bạn đừng để ý đến màn hình của cô nha, các bạn cứ chơi tiếp nha. Cô bị ngắt kết nối hay sao ấy, xem lại một xíu. Ok, à, hình như là một số bạn vừa mới vào sau đúng không? Cô gửi tụi con lại cái link, các bạn bấm vào chơi nha. Mình vào sau cho nên là mình chơi sẽ tốn, mình sẽ ít thời gian chơi hơn. Cho nên là các bạn cứ vào chơi nha. Nhưng mà không sao hết, không làm hết cũng không sao nha tụi con. Ok. Không biết có vấn đề gì không ta. Cô bị ngắt kết nối, không biết là có bị làm sao không nhỉ? You guys still playing, right? Các bạn vẫn đang chơi nè, đúng không? Thank you.
Okay, some of your friends have already finished, like Daniel, Kelly, Hang Zhang, you almost finished. Yes, Hang Zhang, what's wrong? Yes, yes. You can. Cô làm xong rồi. Con làm xong rồi hả? Mà sao ở đây của con nhìn nó bị xích xích? Ngộ ta. Ở đây của con nhìn nó bị thiếu thiếu một câu này, đúng không? Không biết tại sao luôn. Sao cô Hành Giang hay bị quá ta? Cô nhớ lần trước Hành Giang cũng không có hoàn thành được hết. I don't know what's wrong. Yes, yes. Yes, Giang. Cái của cô là nó hiện như thế nhưng mà cái của em nó còn là hết 25 câu luôn. Cái của con vẫn được làm 25 câu đúng không? Ok, yes, good job. Cô cứ tưởng là tự nhiên Hành Giang không được làm câu cuối chứ. Chắc là tại nãy cô bị lắc á. Trang, Mai Trang, right? Hay Mai Trang đang ở Hàng Nhi nè. Mai Trang còn mấy câu không? Hay là Mai Trang cũng bên cô Mai Trang bị lắc luôn. Good job guys. Có một số bạn vào sau thì phải. 89 bạn chơi lận. Chắc là có một số bạn làm sau. Bạn nào mà thích thì tụi con chơi lại cũng được. Các bạn thích các bạn chơi lại cũng được. Cải thiện điểm của mình cũng được. Nhưng mà không có nhiều thời gian nữa đâu. I'll let you guys play for 2 more minutes only. Các bạn chơi thêm 2 phút nữa thôi nha. 2 more minutes. Mình còn sửa bài nữa. Sửa bài xong thì cô cho các bạn làm một cái bài khác. Cô sẽ không sửa, cô sẽ sửa nhanh nhanh nha mọi người, bởi vì tới 25 câu lận mà cô mời từng bạn sửa thì chắc là lâu lắm, nên là cô sẽ sửa nhanh nhanh nha. Mọi người lắng nghe cô sửa bài nha. Câu nào tụi con làm sai thì tụi con nhớ để ý cô sửa bài để mà mình rút kinh nghiệm nha. Đó, hôm nay các bạn làm rất là tốt nha, các bạn hoàn thành được nhiều. Tại cái những cái này là những cái link mà các bạn vào nhiều quá nên các bạn đâu có xài đúng không? Cho nên nó nằm ở cuối nhiều. Không biết là các bạn học sinh mới, các bạn có biết chơi Quizy không ta? Để cô giải thích lại một xíu là cái link mà cô gửi á, nếu mà tụi con xài bằng laptop á, thì tụi con sẽ bấm vào cái link đấy, nó tự động nó nhảy lên cái trang web đúng không? Thì tụi con chỉ cần đặt tên mình thôi và đợi cô xong thì tụi con bấm vào, tụi con chơi luôn. À, thì cái đấy là tụi con nhớ là không chơi bên màn hình của cô, mình đang học ở màn hình Zoom của cô đúng không? Nhưng mà nếu mà chơi game thì sẽ không phải là chơi ở màn hình của cô nha. Bạn nào, bạn học sinh mới, bạn nào mà chưa chơi Quizy bao giờ, các bạn nhớ nha, không có phải là chơi ở màn hình của cô. Hồi xưa có mấy bạn tưởng là chơi bên màn hình cô nên là đợi ở bên đây, nhưng mà không phải, tụi con bấm vào cái link rồi tụi con đợi ở bên cái link á, cô bắt đầu game. Chứ lại đợi nha, mình phải đợi các bạn vào nữa, không phải là vô là chơi liền, mà mình đợi mấy phút sau mới được chơi lận. Khi nào cô nói là bắt đầu thì mới chơi. Đó, các bạn nhớ như vậy nha. Hôm nay trong top 3 với 4 cũng có rất là nhiều bạn lạ nè. Hôm nay có Bảo Ngọc, Dương Bảo Ngọc, hình như Bảo Ngọc cũng ít ở top rồi đúng không? Có Bayern Munich là đội đá banh của Pháp này, của Đức này đúng không? Cô nhớ vậy. Có Lê Bùi Phương Anh cũng rất là giỏi nè, Kelly cũng vậy, Kelly với Bùi Phương Anh nè, top 5, top 6 nè, Phúc Nguyên cũng rất là giỏi nè, top 7. Hải Đăng được top 8 hôm nay nè. Bình thường Hải Đăng cũng rất là giỏi nữa. Hải Đăng cũng rất là hay được là ứng cử viên top 1, top 2 không đó. Minh Quân cũng vậy nè. Minh Quân hồi xưa chụp thuốc kịch cũng rất là giỏi. Cô nhớ vậy đúng không? Khôi. Khôi này phải bảo Khôi không? Bảo Khôi chơi cũng rất là giỏi nè. Khôi này cũng rất là giỏi nè. Strawberry cũng vậy. Strawberry cô nhớ cũng hay được top 1, 2 thuốc kịch đó. Good job guys. Good job. Chắc là khoảng cô chuẩn bị end the game nha mọi người. One more minute, ok? Một phút nữa cô kết thúc trò chơi và cô sửa bài nhanh cho tụi con nha. Nếu mà có thời gian thì tí cô cho tụi con chơi một cái quiz khác, một cái chủ đề bất kỳ. Tại vì mình đã học chủ đề này rất là lâu rồi đúng không mọi người? Mình học chắc được 2 tuần rồi đó. Là tụi con đã rất là thành thạo rồi. Bạn nào mà siêng năng nghe cô giảng bài, làm bài tập về nhà, nghe cô sửa bài đều đó, thì chắc chắn là các bạn bây giờ dùng những cái từ này rất là thành thạo rồi. Good job guys, ok. I will end the game, okay everybody. Đa phần các bạn làm sai cũng nhiều nè, các bạn làm sai cũng hơi nhiều. Nói chung là những cái này nó bị trick ở những cái chỗ, ví dụ tụi con phải để ý nó chia động từ chưa, dùng đúng từ chưa đồ á, những cái chỗ như vậy. One more minute, okay, một phút cuối cùng cho mọi người nha. Một phút cuối cùng. Đa phần các bạn bị sai nhiều nè, đúng không? Các bạn bị sai nhiều. Tụi con phải để ý những cái đấy thì mới chọn câu đúng được. Okay guys, I will end the game now. Good job everybody, good job. Mà tuy là mình có những bạn sẽ không làm hết được bài của mình đúng không? Nhưng mà không sao hết. Ha, không sao hết bởi vì thời gian có hạn mà, nên không sao hết, mọi người đừng có lo. Okay.
với lại mạng của mình mà yếu rồi mình cũng khó chơi nữa đúng không? Cho nên là tụi con đừng có lo, nếu mà làm không xong không sao hết nha. Từ từ mình chơi quen rồi thì mình sẽ được vào top thôi, tụi con đừng có lo. Ok? Good job, congratulations, the top 10. Ok, good job, top 10 nè. Well done everybody, good job. Có tới 25 câu lận nè, rất là nhiều đúng không? Các bạn làm được vào top 10 như vậy là rất là giỏi rồi đó. Và những bạn khác cũng vậy, tụi con rất là giỏi rồi. Các bạn nhớ những bạn nào bị sai nhiều thì chú ý nghe cô giảng lại nè. Nghe cô giảng lại nè. Mình xem lại câu hỏi nè, mình xem sơ qua câu hỏi nè. How does the ice cream, bởi vì nó là nguyên âm, nên cái chữ the này tụi con đọc là the cho cô nè. Giống như the afternoon với the evening, hồi xưa cô hay dạy á. The ice cream tastes, bởi vì có does, trợ động từ does, nên là con không chi động từ ở đây. Các bạn ở đây chọn chi động từ đúng không? Nhưng mà đây là dạng câu hỏi, có does rồi, mình không dùng chi động từ mà mình dùng từ nguyên mẫu cho cô, taste. Và khi mà nói về kem, cái hình này là các bạn đó đang ăn kem á, thì có vẻ là một người lại hỏi cái kem nó có vị như thế nào, có vị như thế nào, nó không phải là smell, à, kem có mùi như thế nào, à, mùi ra làm sao, mình không có nói như vậy. Cho nên ở đây mình sẽ không chọn là, cũng như cái này không có thể nào mà chọn là kem nó nghe ra làm sao, cái nghe cái tiếng kem ra làm sao được. Cho nên ở đây phải là vị ra sao, how does the ice cream taste, cái vị kem lấy ra sao. Đúng rồi, ok, so taste là không chi động từ ở đây bởi vì con does rồi, các bạn nhớ nha. Next one, how does the rock band sound? Cái ban nhạc rock đó nghe như thế nào? À, ở đây không phải là how do, bởi vì rock band là số ít một cái ban nhạc rock đó thôi. Cho nên là mình dùng does cho cô nha. Và mình sẽ, thật ra cái chữ look cũng ok. How does the rock band look? Cái ban nhạc rock đấy nhìn ra làm sao? Tụi con đi xem ban nhạc thì người ta hỏi, à, cái ban nhạc đấy nhìn ra làm sao? Cũng được luôn, không sao. Nhưng mà ở đây nó bị sai bởi vì nó là chữ do. Đó là lý do vì sao nó sai, chứ chữ look thì vẫn ok, không sao hết. Nhưng mà ở đây do sai, các bạn để ý nha, does. Bởi vì the rock band là số ít, nên mình dùng cho cô là how does. Đó, chỉ có vậy thôi, các bạn nghe cô giảng bài qua sơ sơ là các bạn hiểu à. How does, bởi vì the woman, only one woman, có một người phụ nữ à, nên nó là số ít thì tụi con dùng là how does là đầu tiên. Tiếp theo thì ở đây là sẽ nói về look, không có dùng see nha mọi người. See là động từ nhìn, là chính bản thân mình nhìn cái gì đó. I see, you see, he see, à, chứ mình không có nói nhìn ra làm sao, mình không có dùng chữ see. Mà ở đây phải là nhìn chữ look. Nó không phải là từ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh, tụi con thấy là người phụ nữ này nhìn như thế nào thì mình có chữ see đâu, mà nó là chữ look cho cô nha. How does the woman look? Người phụ nữ ấy nhìn ra làm sao, nhìn như thế nào. Ví dụ con muốn miêu tả ai đấy, có người hỏi con how does that woman look, cái người phụ nữ đấy nhìn ra làm sao, à, thì con mới miêu tả người đấy tóc dài, bận áo gì, tóc ngắn hay là đẹp hay là như thế nào đó. Đó, ok. Thì ở đây mình có cái chữ look, mọi người nhớ nha. Người phụ nữ đấy nhìn ra làm sao, nhìn như thế nào, ok. How does, bởi vì stuffed animal, có một con thú nhồi bông thôi. Cái này nó có nghĩa là stuffed animal, nghĩa là thú nhồi bông á. Thú nhồi bông đúng nghĩa luôn. Thú nhồi bông, stuffed là nhồi á, nhồi bông á. Thì ở đây, how does the stuffed animal feel? Cái con thú nhồi bông đấy cảm giác như thế nào? Khi mà con ôm nó, khi mà con đụng vô nó thì nó cảm giác như thế nào? Mềm hay là như thế nào đó đó. À, cho nên ở đây mình có feel, còn lại là sai hết. Không đúng, không chi động từ, không dùng do, không dùng quá khứ, felt, như thế. How? À, đây đây, còn ở đây là không phải là does. Wow, a lot of you guys use this one. Nhưng mà các bạn quên mất là gì? Flowers with S. You have S here, guys. Số nhiều, không phải là số ít nữa. Mà ở đây mình có câu số nhiều thì tụi con phải chọn là how do the flowers smell? Cái bông, những cái bông hoa đấy nghe mùi như thế nào? Cái mùi, cái ngửi được cái mùi như thế nào? Thì mình có là how do the flowers smell, không phải là does bởi vì là số nhiều. Đó, thì nó ngược lại với hồi nãy giờ cô giải thích. Các bạn để ý, đó là lý do vì sao cô nói các bạn để ý cho cô về cái ngữ pháp á, nó là số ít hay số nhiều, nó chi động từ hay không, để ý cho cô một cái. Đó, cái đấy là ok rồi đó. Good job everyone. How does the perfume, perfume là nước hoa, nước hoa mọi người, nước hoa. Ah, does the perfume smell? Mùi, nước, đã nghe tới nước hoa là tụi con thấy là liên quan tới cái mùi rồi đúng không? Đó, nước hoa là thấy, mình thấy là liên quan tới cái mùi rồi đó. Cái mùi của nước hoa không thể nào là taste được, bởi vì sao? Mình không có nếm thử nước hoa được đúng không? Ha, không thể nào nếm nước hoa được, cũng như là không có nghe về âm thanh được. Nghe, hear là không có dùng cái từ này trong cái dạng câu hỏi này. Dạng câu hỏi này mình không có dùng chữ hear hay là see, những cái từ như vậy á.
sound nghe như thế nào, nhưng mà ở đây không có nghe nước hoa như thế nào được, mà là cái mùi nó ngửi ra như thế nào. Cái mùi của nước hoa đấy là cái mùi như thế nào, thì mình có cái chữ smell. How does the perfume smell? Perfume là nước hoa, mọi người nhớ nha, perfume. Bạn nào thích học thêm từ mới có thể học thêm perfume, ok? How, ở đây không phải là does nữa mà sẽ là do, bởi vì my dogs with S, two dogs, right? How do my dogs look like today? Hôm nay những chú chó của tôi nhìn như thế nào? Hôm nay những chú chó của tôi trông như thế nào? Thì không có dùng chữ see mà phải dùng chữ look cho cô. Nó không phải là see là nhìn bình thường đâu, ok? Mới 8 câu thôi á. How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy như thế nào? How do you feel today? Để mà tụi con biết á, thì cô đã có câu trả lời nè. I'm very sad. Tôi cảm thấy tôi rất là buồn ngày hôm nay. Thì mình sẽ hỏi về cảm xúc. Mình sẽ có feel. Hôm nay bạn cảm thấy như thế nào? How do you feel today? Okay? Chứ không phải là how do you see hay là how does, cũng không phải luôn. Các câu hỏi các bạn làm sai nó cũng khá là trải dài, đúng không? Các bạn chú ý cho cô những cái lỗi này nó lặp đi lặp lại. Cái lỗi này nó lặp đi lặp lại nãy giờ của tụi con á. Tomato juice nè là nước ép. Nước ép ở đây thật ra cái từ này là từ không đếm được nè. Danh từ không đếm được thì mình vẫn có thể đi được với the. Nhưng mà mình sẽ là dùng does dùng cho danh từ đếm được, không đếm được. Với lại danh từ đếm được số ít. Ở đây không phải là smells bởi vì mình có does là trợ động từ trong câu hỏi. Mình không dùng chi động từ ở đây nữa. How does the tomato juice taste? Không dùng do bởi vì đây là danh từ không đếm được. Đó, vậy thôi. Nó dễ không, mọi người? Rồi câu này nè, câu này phải gì? Ở đây nhiều bạn chọn taste like quá ta. Taste like có nghĩa là gì? Khi mà tụi con có kiểu like á, có nghĩa là tụi con phải có cộng với lại danh từ. Bạn nào mà có học hôm bữa, bạn nào mà hôm nay là ngày bữa đầu tiên thì hơi khó hiểu đúng không? Nhưng mà cái chữ taste like thì nó phải cộng với lại danh từ. Danh từ là now á, tụi con nhớ không? Now á. Danh từ thì ở đây a little strange có nghĩa là hơi xíu lạ lạ. Cà phê của tôi có mùi hơi, nếm có mùi hơi lạ lạ, hơi kỳ kỳ á. Còn danh từ thì nó không phải, đây là tính từ, mọi người nhớ nha, tính từ. My coffee tastes a little strange. A little ở đây nó mang nghĩa là hơi hơi kỳ lạ một xíu, chứ nó không phải là đếm được mà có các bạn để ý nha. Strange chính là tính từ á. Cái mùi cà phê của tôi nếm cái vị hơi lạ lạ, hơi hơi lạ đó. Đó, các bạn nhớ cho cô nha. Do you feel, đầu tiên do có trợ động từ do, không chia động từ feels, cũng như cái này đều sai hết. Feel, bạn cảm thấy, bạn có thấy vui khi mà trời tuyết không? Do you feel happy when it snows? Do you feel happy when it snows? Her new car looks like, ở đây mới chọn looks like nè mọi người, bởi vì sao? Bởi vì mình có spaceship là một cái tàu vũ trụ á. Cho nên là giống với cái gì? Cái xe mới của cô ấy trông giống như là một cái tàu vũ trụ vậy đó. Thì mình có look like là giống với cái gì? Giống với cái gì đó thì nó phải là danh từ. Cho nên ở đây tụi con phải chọn là looks like a spaceship. Ok? Không phải là see. Cheese là số ít nên chọn does. Và strange là nó là tính từ này. Và ở đây mình sẽ thấy cái ba cái còn lại nó chia động từ. Hoặc là cái chữ này chữ do nên là không đúng. Ở đây là does. Does this cheese smell strange? Cái mùi phô mai này có ngửi, các bạn thấy một người, cái mùi ngửi nó hơi kỳ không? Silk scarf. You know the scarf, right? When you wear the scarf when it is winter or when it's very cold. So you have the silk scarf. Silk có nghĩa là lụa. Cái khăn choàng cổ bằng lụa này cảm giác thật là smooth, giống như là nó mịn á. Có nghĩa là nó kiểu nó mướt á. Feels thì số ít cho nên là dùng chữ feels cho cô. Silk scarf, cái khăn choàng cổ này cho cảm giác rất là mịn màng nè. Đó, rất là thoải mái nè. Mình có feels. Smooth là tính từ nên là con phải chọn feels và phải chia động từ cho cô. Ok, let's see. Sound nghe giống như là nhạc hồi xưa vậy đó. That music sounds like old pop music. Cái bản nhạc đó, cái nhạc đó nghe giống như là nhạc pop hồi xưa vậy đó. Nghe giống với cái gì? Thì mình có sounds like. Ok, good job. Cái bánh này trông nhìn nó ngon quá. Ở đây mình không chọn taste này bởi vì chưa chia động từ. Taste này cũng chưa chia động từ, không chọn. Phải chọn looks cho cô. Looks là nhìn như thế nào.
cái bánh này nhìn ngon quá, con nhìn cái vẻ bề ngoài của cái bánh đó, con thấy nó ngon quá, con chưa nếm thử mà. Nếm thử có nghĩa là con đã bỏ cái bánh, miếng bánh đó vào trong miệng của mình ăn thử cái mùi ra làm sao rồi. Còn cái này là mình chưa có ăn cái bánh này, mình nhìn thôi, mình thấy trời ơi cái bánh này nó ngon quá. This cake looks delicious. Cái bánh này trông ngon ghê á. Đó, thì cái từ này nó mang nghĩa là như vậy. This cake looks delicious. Cái bánh này nhìn ngon ghê vậy đó. Nhìn đẹp, nhìn ngon quá. Ok. So you have looks. Và ở đây chi động từ cho cô. Vì this cake là số ít nè. Cái bánh này có một cái à. Ok. À, ở đây mình sẽ chọn là look. Bạn nhìn, bạn nhìn như thế nào? Nhìn con có vẻ không khỏe hôm nay. Unwell, nhìn không có khỏe. You look unwell today. Bạn mới trả lời yes, I'm sick right now. Bây giờ con hiện tại con đang bị ốm. Hiện tại là con đang bị ốm nè. I'm sick right now. À, bạn nhìn trông không được khỏe hôm nay cho lắm. Thì đối với chữ you, tụi con không có chia động từ, cho nên là ở đây mình không có chọn looks được. Cho nên đó là lý do vì sao con nói mọi người là xem kỹ lại cho cô là mình khi nào chia động từ, khi nào thì không. Các bạn nhớ để ý cái đấy. Daddy, what's wrong? Bố ơi, có chuyện gì vậy? You look angry today. Hôm nay nhìn bố có vẻ giận dữ quá vậy. You look angry today. Hôm nay nhìn bố trông giận dữ quá vậy. Angry là giận dữ. Đó, thì ở đây tụi con chọn là look bởi vì nó là you nè. You look, okay? Wow, what are you cooking, mommy? Cái hình này là nó. Cô để cái hình này là tại vì tụi con nhìn ra được đó là ngửi á, ngửi á. Wow, what are you cooking, mommy? It smells really nice. Nó nghe mùi thơm quá. Cái hình này là các bạn đang ngửi một đồ ăn á. It smells really nice. Mùi nó nghe thơm quá. It smells, okay? It cho nên là chi động từ. Đó, vậy thôi mọi người, chủ yếu là chi động từ hay là dùng đúng từ hay không thôi. I didn't enjoy the food. Con không có thích, con không có thích cái món này đâu. Đây là thì quá khứ nè. I didn't enjoy the food. It tastes horrible. Horrible là tệ, dở, rất là dở. Con không thích món này đâu, món này dở quá. It tastes horrible. Tasted horrible. Cái món này nó nếm vị tệ quá. Okay. So yummy. Ngon quá. It tastes like chicken soup. Chicken soup là danh từ nè, soup. À, chicken soup là danh từ nên ở đây phải chọn là taste like. Và vì nó là it cho nên tụi con chi động từ, nó là taste like nè. Chứ nó không phải là taste bởi vì nó giống với cái gì? Cái vị nó giống với súp gà quá. Cho nên là phải là danh từ nè. Nên ở đây phải là taste like chứ không phải là taste. À, bạn nào mà làm sai nhiều thì tụi con cố gắng xem lại bài, những cái bài trước á. Tầm 4-5 bài gần đây á, tụi con cứ xem lại video bài giảng tầm 4-5 ngày gần đây là tụi con sẽ làm ra được những cái bài này dễ thôi, không có gì hết. Can you close the window? It smells. À, đâu, đâu, ở đây. Wow, ở đây cũng có rất là nhiều bạn chọn taste nè. Nó nếm như là ai đang nấu ăn là không phải rồi đó. Ở đây con không thể nào nếm như là ai đang nấu ăn được. Bạn có thể đóng cửa sổ lại được không? Nghe mùi, nó nghe mùi như là ai đang nấu ăn, nấu cá vậy đó. Cái mùi cá thường nó hay tanh tanh á, cho nên là các bạn có thể ngửi được cái mùi đấy đúng không? It smells like someone cooking fish. Nghe mùi như là ai đó đang nấu, đang chiên cá, đang nấu cá vậy đó. Your new gloves feel, không thể nào mà taste được mọi người. Tụi con không có nếm được cái gì? Cái gloves là cái găng tay của tụi con á, tụi con không thể nào mà nếm cái găng tay thử được. Cái găng tay mới của bạn, đôi găng tay mới của bạn cảm giác như là da thật, như là leather là da, cảm giác như là da thật vậy đó. Thật là tốt và rất còn khá rẻ nữa. Quite cheap là khá rẻ. Có nghĩa là không có quá rẻ, cũng không quá mắc đúng không? Mà khá rẻ thôi, khá rẻ thôi. Đó. Wait, what's for breakfast? Ăn gì cho bữa sáng? It's... À, ở đây rất là khó nè. Cô giải thích cho mọi người. Ở đây thực ra theo lý thuyết á, thì tụi con thấy từ nào nó cũng hợp lý đúng không? Nó nghe mùi như là thịt xông khói và trứng. Nó nếm như là thịt xông khói và trứng. Nhưng mà ở đây tại sao phải chọn là smells? Mọi người biết tại sao không? What's for breakfast? Ăn gì cho bữa sáng vậy? Là tụi con đang hỏi câu này. Câu này ví dụ con hỏi mẹ đi. Các bạn mới đi học và các bạn mới thức dậy, tụi con hỏi mẹ là what's for breakfast, mommy? Mẹ ơi, ăn gì cho bữa sáng vậy? Thì mẹ mới trả, con mới nói tiếp. Nó nghe mùi như là thịt xông khói và trứng vậy đó. Nếu mà tụi con đã nếm được cái mùi đấy rồi thì tụi con sẽ đâu có hỏi là ăn gì cho bữa sáng vậy mẹ. À, thì ở đây về lý thuyết mình sẽ có câu này là nếu như là một cái câu mà tụi con dùng ở ngoài đời á. It smells like bacon and eggs. À, nghe mùi
nghe mùi giống như là cái mùi mà thịt xông khói với trứng vậy đó. Bởi vì do cái câu hỏi đằng trước á, nên các bạn mới chọn được cái chữ smell. Taste là có nghĩa là tụi con đã ăn vào rồi, và tụi con sẽ không có hỏi là what's for breakfast đâu. Thường thì mình sẽ nói là ăn gì vậy mẹ, hôm nay mình ăn món gì vậy mẹ. Nghe mùi giống như là thịt xông khói và trứng vậy đó. Các bạn thấy nếu mà tụi con đọc truyện hay là coi phim gì sẽ thấy những cái câu như thế này, câu mà dạng tình huống như thế này trong phim rất là nhiều đó. Thì ở đây tụi con sẽ chọn là smell chứ không phải là taste, ok? Và what about this one? I think Jen is here. Tôi nghĩ là Jen đang ở đây đó. That sounds like her motorbike. Mình sẽ không có feel, nghe cảm giác. Cái đấy cảm giác như là xe của cô, xe máy của cô ấy. Hoặc là ở đây là nghe như tiếng xe máy của cô ấy á. That sounds like her motorbike. Nghe tiếng có vẻ như là tiếng xe máy của cô ấy rồi đó. Cho nên là đó là lý do vì sao các bạn này mới nói là tôi nghĩ Jen đang ở đây. Bởi vì bạn nghe được cái tiếng xe máy giống như là tiếng của xe máy của Jen á. Ok. Đó thì ở đây có tới 25 câu lẫn cô sửa sơ sơ cho tụi con vậy đó. Để mà tụi con phân biệt được khi nào dùng từ nào. Cũng như là tụi con nhớ cho cô những cái bài này là đa phần tụi con phải chi động từ đúng cho cô á. Quan trọng là như vậy. Ok. Ok, that's it everybody. Very easy. Thật ra là không có khó đâu. Các bạn mà cố gắng ôn bài cũ nhiều á, thì các bạn nếu mà các bạn học mà tụi con không ôn bài cũ thì nó khó. Chứ mà tụi con có ôn bài thì nó cũng dễ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ làm chơi với cái bài này với cô nha. Các bạn có thể write in the chat box. Các bạn có thể vừa làm, cô mời một bạn thôi chứ cô không thể nào mời hết được. Cho nên là các bạn nào muốn chọn đáp án á, thì có thể viết đáp án của mình vào chat box cho cô. Ok. Ở đây là tụi con sẽ nghe tiếng và đoán thêm thử đấy là tiếng của cái gì. Tiếng động của cái câu nào á, câu nào đáp án tụi con chọn á, tụi con sẽ chọn. Okay, who can tell me the answer? Các bạn viết vào chat box cho cô cũng được. Huyền Anh, tell me. What can you hear? Con nghe được tiếng gì, Huyền Anh? I hear a bowling strike. A bowling strike? Okay, let's see. Is it a bowling strike? Đúng rồi, tiếng bowling. Tiếng mà con chơi bowling á, con quăng cái bowling vô nó trúng vào mấy cái kia á. Boom, đúng rồi, nó có cái tiếng đấy. Đúng rồi, Huyền Anh. Yes, good job. Well done, good job. Next up, very easy, không có khó đâu. Đó, tiếng bowling đổ á mọi người, tiếng bowling đổ á. Who know what is it? Who know what is it? Yes? Phúc Nguyên, what is it? Help me please. A toilet. Strawberry? What is it, Nguyên? What is it? I think it is a car. A car? Let's see, is it a car? A lot of your friends say it's a toilet. Now let's see. It's a toilet. Okay, Phúc Nguyên nghe kỹ lại. Thực ra đó là tiếng toilet á. Cái tiếng con flush, con giật nước á. Đấy, flushing. Tiếng mình giật nước của bồn cầu ấy. Tiếng mình giật nước của bồn cầu ấy. Đúng rồi, Madison nghe tiếng nước. What is that? Who can tell me? Ngọc Khuê, tell me, what did you hear? Oh. Yes, the whole answer. An owl in the forest. Exactly, Khuê, good job. An owl in the forest. Well done. Đúng rồi, not a Khuê. It's not a chicken. A chicken sounds like pop, 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 pop. That's right? That's the chicken. But this one is not the chicken. It's an owl. Listen again. Nó hơi nhỏ. Nhưng mà đấy là tiếng cú kêu á. Tiếng này hơi khó nha. What is that? Không khó lắm. What is that, guys? Minh Phương, help me please. Minh Phương, what's that sound? Có hai đáp án thôi, Minh Phương chọn cái nào? I can't hear it. You can't hear it? Okay, I will invite someone else. Can you help me, Lindsay? Yes.
is a pencil. Is a pen click. A clicking, okay. Clicking nghĩa là con bấm viết á, tiếng bấm. Huyền Anh chọn là a boy, a girl on computer. Ý của a boy, a girl on computer có nghĩa là một người nào đấy bấm phím bàn phím. Một người nào đấy bấm phím bàn phím, okay. Một người nào đấy bấm phím bàn phím. Okay, good job Lindsay. Các bạn nghe kỹ lại nè. Cái đấy là cái tiếng cây bút mà có cái bút bấm á, cái bút bấm á, tụi con bấm ra được á. Đây tụi con nghe lại nè. Một cái tiếng rất là ngắn thôi. What is that? Linh Đan, right? Can you help me, Linh Đan, please? Linh Đan, can you help me? Can you turn on your sound, Linh Đan? Linh Đan có thể mở tiếng cho cô được không? Nhiều bạn window, các bạn chọn, có bạn chọn plate, có bạn chọn window. Okay. Kính vỡ là yes, Linh Đan, what is your answer? What is your answer? A plate. A plate smashing có nghĩa là mình đập vỡ cái yes, good job. It's not the window, các bạn nghe kỹ lại. Cái tiếng đấy là con làm rớt cái điện. Ok, cái này là mình người ta kêu mình là để câu vào thành một câu này. Yes, can you help me Zahi? Cái câu của mình ở đây con sắp xếp thứ tự cho cô nha. Zahi sắp xếp thứ tự cho cô, mình có 4 từ nè. What is the first, what is the question? Câu hỏi của mình ở đây. What can you hear? Good job Zahi, bạn nghe được gì? Bạn nghe được gì? What can you hear? Đúng rồi Zahi, good job. Well done. Rồi bây giờ mình mới đến câu nè. Đây là vacuuming. Đây là tiếng hút bụi. Tiếng này là tiếng hút bụi á mọi người, tiếng của cái máy hút bụi á. Dũng, can you help me with this? Sao nó không hiện câu trả lời, nó không hiện bài cho tụi con làm nữa ta? Nó là dạng khác. Ok, Dũng. Dũng có thể giúp cô điền lại thứ tự không? I hear a hand. Hand là con gì Dũng biết không? I hear a hand. Hand là con gì Dũng? Hand là con gì? Con gà mái á. Đúng rồi, yes, good job Dũng. Đúng rồi, nó không phải là con gà bình thường, nó là con gà mái. Exactly, thank you Dũng so much. Yes. Tiếng của con gà mái đó mọi người. Okay, what about you, Tino? Tino. Rain falling or a tap running. Rain falling là mưa, trời mưa đổ. Còn tap running là cái tap là trong bathroom đó mọi người. Bathroom, khi mà tụi con đi vệ sinh xong, tụi con phải rửa cửa gì? Rửa tay đúng không? Thì mình rửa tay ở dưới cái giòi nước á. Cái giòi nước đấy nó là cái tap á. Cái giòi mà tụi con rửa tay, đầu rửa mặt á. Ngay cái bồn nước á. Yes, Tino, what is the answer, Tino? Tino, tell me, what is the answer? Hình như bên mạng của Tino hay bị lắc lắm nè. Cô thấy Tino hay bị lắc, cô không nghe được Tino nói gì hết trơn. Louder, Tino. Tino nói to hơn cho cô nghe nè. Louder, please. What is it, Tino? Again. Louder. A tap, you say a tap, Tino? Uh-huh, a tap, right? Okay, now what about... Cô mời Ngọc Chi thử xem Ngọc Chi có cùng ý kiến không nè. Ngọc Chi, what is it? A tap running? Okay. Yes. Okay, let's see, is it a tap running? Các bạn chọn nha, các bạn nào chọn rain. Nhiều bạn, Madison chọn là rain. What is running? Who say running?
It's not running zero, running là chạy mà. Ở đây con đang có gì? À running ý của run ý là con là cái câu này á hả? Ok. Đúng rồi. Cô nghĩ cô tưởng bạn kia ghi là running nhưng mà it's half running, đúng rồi. Hình vòi nước đang chảy á, vòi nước đang chảy. Bạn nghe lại. Đó, cái vòi nước đang chảy nước á, hay là faucet cũng được. This is a clock, right? Đây là tiếng cái đồng hồ này. In this quiz, you need to see the entire screen. What is it? What is number? Oh, sorry guys, cô lỡ làm mất tiêu rồi. Cái này cô không biết câu đấy nó kêu làm gì. Nói chung nó hỏi mình là số 3 nằm ở đâu thì mình phải bấm vào đấy, mà cô lỡ bấm vào cái chỗ này rồi thì mình skip câu này nha mọi người. Tiếng này là tiếng đồng hồ nè. Tick tock. Where are the ducks? Wow, cái này hơi khó con ta. Đi lại xíu nha mọi người. Where are the ducks, guys? The ducks. Hi-ha, can you help me, hi-ha? Hi-ha giúp cô nha. In the tree or in the water? In the tree or in the water? Hi-ha? Can you turn on your sound and tell me what is the answer? Hi-ha, can you turn on your sound, please? Go ahead, Hi-ha, raise hand nè. If you cannot help me, so what about Anh Duy? Anh Duy giúp cô nha. Where are the ducks, Anh Duy? In the water? Okay, you choose in the water, right? Để cô xem thử nha. Hi-ha bị hư mic hả? It's okay, Hi-ha. Okay, không sao hết nha. Water, exactly. Đúng rồi. Cái con vật nó ở dưới nước á mọi người. Nghe cái tiếng nó vẫy vẫy nước á. Tụi con nghe kỹ có cái tiếng vẫy nước đúng không? Okay, what did you hear? Minh Quân, Đặng Minh Quân, can you help me? What can you hear? Cutting paper or cutting bread? Which one? Cutting paper. Paper, not paper. Again, Quân, paper. Paper. Okay. Quân đọc lại cho cô nghe nè. Cutting paper. Cutting paper. Đúng rồi, paper, chứ không phải là paper. Exactly, right? Oh, let's see. I don't know. Bingo, good job. Paper là giấy á. Tiếng cắt giấy chứ không phải là cắt bánh mì. Cắt ổ bánh mì nó nghe cái tiếng khác đúng không mọi người? Nhưng mà cắt giấy là nghe tiếng khác đúng không? Đó, các bạn nghe lại nè. Cắt là giấy á. Mình không chơi split kẹt tại vì cô không chuẩn bị split kẹt. Các bạn nhắn, các nhiều bạn spam cho nên là cô tắt chat nha. Ok, có nhiều bạn spam cho nên là cô sẽ tắt chat cho các bạn đỡ thấy cái spam nhiều. Ok, Phương Anh, help me. Phương Anh, điền vào cho cô. I hear a jet. Phương Anh có biết jet là gì không? What is a jet? Em bay phản lực ạ. Yes, wow, very good Phương Anh. Good job, exactly. Đúng rồi, good job Phương Anh. Okay, well done. I hear jet, right? Tiếng của máy bay. Mấy cái máy bay phản lực rồi đó. Good job Phương Anh. Well done. Okay, what did you hear? Let's see, Mai Trang, please help me. What did you hear? What sound did you hear? I hear a what? A pig or a pigeon? Which one? A pig or a pigeon? It's
Theo con là con đấy là con gì? Con gì nè? What is it? What sound? Con đấy là con gì, Trang? A pig or a pigeon? I think it's a what? A what? A what? Pig or pigeon? Pig or pigeon? I think it's a pigeon. Okay, you think it's a pigeon, right? Now let's see. Is it a pigeon? Pigeon. Okay, để con mang Trang biết đây là con gì nè. Look at the picture and tell me. Mang Trang biết đây là con gì không? What animal is it? I don't know. Đây là con chim bồ câu. Okay, I can hear a... không biết đây là con gì ta. Câu này hơi khó nè, câu này khó nè. Bởi vì mình không biết đây là con gì mình điền vào. Con cho mọi người nghe lại nha. Đúng vậy nè mọi người. Number 14. Ok, đây là con gì? Đầu vô danh á. Vô danh nói cho cô nghe thử. Vô danh nó đi được cái từ nào ở đây không? Đây là tiếng kêu mà nó rừ 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 rừ. Gọi là cái tiếng rừ 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 rừ. Theo con đây là tiếng của tiếng con. Tiếng gầm ạ. À, tiếng con này là con gì? Theo vô danh đây là con gì? What animal is this? Có thể điền vào đây cho cô đây là con gì không? Tiger. Tiger? Okay, tiger. Đâu, vô danh đánh vần cho cô. Spell the word tiger for me. Đánh vần cho cô nghe nè. Tiger viết làm sao vô danh? Chí. Chí. Ý. 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 Cơ. Chí. Again, chi y rồi đấy gì nữa vô danh? G. G. Chữ G ấy cô. Rồi, chữ G nè. Cô biết chữ G rồi, vô danh thấy không? G. E-R. E-R. Ok, con cái này là con chắc chưa? Con nhìn cái này con thấy đúng chưa? Are you sure? No, it's... Hồi nãy ở đây tiger, là... Tiger, not tiger. Yeah, nhưng mà hồi nãy ở đây vô danh đọc là chi nè. Như vậy vô danh muốn sửa lại là letter gì? Hồi nãy vô danh đọc là y mà. Con đọc y nên con ghi y đó. Letter gì mới đúng? What letter? I. Đúng rồi, I. Hồi nãy con đọc I, con đọc là y. Cho nên con mới ghi y đó. Vậy con mới hỏi con lại đó. Is it a tiger? Let's see. Ah, it's a cat. Thật ra con thấy tiger với cat cái tiếng gầm gừ nó cũng giống giống nhau á. Cái này hơi khó đoán bởi vì cô thấy con nào nó cũng có cái tiếng gầm gừ như vậy. What is that sound? Okay, cái này là mình chỉ cần thắp sáng cho cô thôi là được. Yes, Lan Hương please, Lan Hương help me. Yes, I is land monger. I hear a. Okay, let's see. A lawn. This is a lawn. 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 Lawn có nghĩa là cái đất, cái chỗ ruộng đất rồi của tụi con, cái mảnh đất á. Lawn. Máy của tụi con của mình á. Cái máy cắt cỏ mà mình chạy á. Cái máy cắt cỏ hồi ở bên nước ngoài thì có nhiều chứ ở Việt Nam mình thì không có. Người ta có garden, người ta có bãi cỏ nhiều cho nên người ta sẽ có cái máy để cắt cỏ. Lawn, cái vùng cỏ, cái bãi cỏ đó đó. Lawn. What did you hear? À, cái này thực ra là các bạn đoán được đó, các bạn đoán được đó. Bạn nào đoán ra được không? Thanh Ngân, do you know the answer? Thanh Ngân biết đáp án không? Thanh Ngân biết đáp án không? Do you know the answer for this one? What did you hear? Can you turn on your sound, Thanh Ngân? Cho các bạn nghe lại một lần. Ok, who can help me? Nếu mà Thanh Ngân không mở tiếng được, cô thử mời. Minh Châu, Hoàng Minh Châu, can you help me? What did you hear? Con nghe được tiếng gì? What did you hear? What did you hear, Châu?
I think you don't know the answer, right? Các bạn nào biết đâu? Bạn nào biết đâu? Bạn giơ tay trước màn hình cho cô xem nè. Ở đây có bạn nào biết? Bạn giơ tay trước màn hình cô mời thử nè. Các bạn nào biết không? Cô. Cái gì trong gió mọi người? In the wind là trong gió này. Cái gì mà trong gió nó sẽ tạo ra cái tiếng đấy? Xin tụi con. What is that? Bạn nào biết đâu? Giơ tay lên cho cô xem nha. Các bạn nào biết không? Các bạn nào đoán nó được không? Để cô xem thử nha. Ở đây cô thấy có hình như có vài bạn biết nè. Cô mời một vài bạn nha. Huyền Anh, please, Huyền Anh. I hear windy in the wind. Windy? Windy? Ý con là windy hả? Windy là từ miêu tả của... À, không phải đâu. Hear có nghĩa là con nghe được tiếng gì. Tiếng này nó không phải là tiếng gió, nó là cái tiếng gì. Windy là từ chỉ về thời tiết. Trang Huyền Anh, nó không liên quan gì đến câu này nha. Windy là tính từ chỉ thời tiết. Ví dụ con có là today is windy, I like windy weather. Ví dụ như vậy, windy là từ chỉ thời tiết. Và hôm nay là trời gió như thế nào đó. Chứ nó không phải là tiếng động mà con nghe được. Huyền Anh nhớ cho cô nha, nó là từ chỉ thời tiết thôi. Anh Duy, what about you? What about anh Duy? Con nghĩ là cái đồ xây gió để lấy điện. À, cái cối xây gió đúng không? Nếu mà cái cối xây gió thì mình có cái từ là windmill, this one, windmill này. Ok. Rồi, đây là cô mời thêm một vài bạn thử nha. Thật ra cô đoán, cô đoán cô cũng không biết đáp án đâu mọi người. Cô đoán đáp án thì nó là một cái khác. Cô mời thử một vài bạn khác. Có bạn nào giơ tay nữa không? Cô thử mời tụi con xem. Ở đây cô có thấy vô danh giơ tay nè. What about you? What is your answer? What do you think? Con thưa cô là cái không khí. Không khí hả? Nếu mà không khí thì ở đây mình có thể dùng chữ air. Air. Ok, air. Ok, thank you vô danh. What about the others? Có bạn nào nghĩ ra đáp án nào nữa không? Có bạn nào muốn thử không? Yes, Phúc Nguyên, Phúc Nguyên. I hear leaves in the wind. Leaf, leaf, this one? You mean this one? Ý của con là lá hả? Lá cây à? Yes. À, tiếng lá cây, ok. Ở đây cô xem thử các bạn nào nghĩ giống cô. Nhưng mà cô nghĩ là gì để cô cho mọi người xem luôn nha. Cô nghĩ, thật ra bài này cô không biết đáp án đâu tụi con. Cô cũng không biết đáp án giống như mọi người. Cô cũng chỉ nghe đó. À, cô xem thử coi còn ai giơ tay nha. Còn ai giơ tay đâu? Giơ tay trước màn hình cho cô kiếm nè. iPhone. Yes, what about you? Con nghĩ là gì? Dạ thưa cô là xe máy cày. À, tractor, ok. Nếu vậy là con nghĩ là tractor, xe máy cày. Xe máy cày trong gió hả? Let's see, ok. Rồi bây giờ cô mở đáp án cho mọi người nha. Đáp án của cô nghĩ là cái door. Cô nghĩ là tiếng của cái cửa có cái door. Đó là đáp án của cô ấy. Bây giờ cô chọn đại một từ của các bạn, cô để vào nha. Cô nghĩ là door, không biết là cái gì. Bây giờ cô chọn lại bạn đầu tiên cho cô biết nha. Anh Duy lên tay đầu tiên cho nên là cô lấy đáp án của anh Duy nha. Windmill. Ok, are you guys ready? Let's see, what is it? If the trees. Wow, như vậy là đáp án của ai gần đúng? Của Phúc Nguyên là gần đúng nè. Phúc Nguyên là leaves, là lá cây nè. Đó, tiếng từ cái cây. Đây là tiếng của những cái cây nói như... À, cái này cô nghĩ cũng hơi dễ nè. À, cái này là chọn một trong hai thôi. Một trong hai thôi. Những cái bộ máy này thì hơi khó. Máy này hơi khó, không biết bạn nào là đánh ra không ta. Để cô mời một số bạn nha. Có bạn nào, ở đây cô thấy có nhiều bạn lắm nè. Mà tụi con nhớ là ở đây cô thấy có nhiều bạn không bấm nút giơ tay á. Thường cô sẽ mời các bạn khi các bạn bấm nút giơ tay. Cho nên là tụi con nhớ là bấm nút giơ tay nha. Ví dụ cô thấy Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đâu mất tiêu. Cô mới thấy Bảo Ngọc. Ok, Bảo Ngọc, yes. Tell me the answer, Bảo Ngọc. An electric screen. Ok, which one? Đâu, để cho con nghe này. I hear an electric screwdriver. 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 Ok, và cái này là a scooter. Scooter. So what is the answer? Như vậy đáp án của con sẽ là cái nào? An electric screwdriver. À, đúng rồi, good job Mập. Đây là screwdriver. Screwdriver là một cái từ mà con, nếu mà con coi phim nhiều con cũng hay nghe cái từ viết á. Cái máy này nè, nó khoan vào á.
khoan đinh vào á, các bạn biết không? Đó. Ok, Lemon Tea, please help me. Hello. Ok, yes, I can hear you. Con sắp xếp cho cô nhé. Sắp xếp câu lại cho cô nè. I hear a song. Ok, let's see. What is it? Oh, sorry guys, forgot to pop it. Đó là con quạ nha mọi người. Cái này quá dễ luôn. So easy this one. À, cái này là phải ghi từ ra này, quá dễ luôn nè. Bá Tấn help me please, Bá Tấn help me please. Anh nghe được tiếng của cái gì? Con dê. Con dê, con dê là gì? Trong tiếng Anh con dê là gì Tấn biết không? What is dê in English? Ok, dê, để cô thử mời một bạn nào đó giúp coi cái Tấn được nha. Cô mời Việt Phương nè. Việt Phương, can you help a friend? Anh giúp bạn nè, giúp Tấn nè. Cấp 2 thì đấu học phí đấy. Cấp 2 thì đấu học phí luôn hả? Đầu kỳ á, mình đến học 3 rồi. Bây giờ con dê chuyển sang tiếng Anh là câu. À, nhưng mà đáp án không phải là dê luôn không? Đáp án của Phương có phải là con dê luôn không? Con chưa chắc. À, nhưng mà con đoán là cũng giống giống vậy đúng không? Con chưa chắc đúng không? Có nghĩa là các con, bạn... Con nghĩ là kiều hoặc dê. À, kiều hoặc dê, đúng rồi. Kiều là gì cô? Kiều, kiều là gì? Sheep. Yeah, sheep, right? Mình có hai từ là sheep với lại goat, là các bạn phân vân dữ lắm nè. Ok, cảm ơn cô Phương Nga, cô mời một bạn. Bây giờ cô lấy đáp án của bạn cuối cùng. Cô mời Hải Đăng. Ok, what did you hear? Bây giờ con chọn kiều hoặc dê. Oh, Hải Đăng mở tiếng được không? Cô mở lại cho Hải Đăng nghe. Can you turn on your sound? Hải Đăng, hãy cô bấm mở tiếng không? Nó không hiện thông báo cho con hả? Unmute, có cái chữ unmute màu xanh, Hải Đăng thấy chưa? Yes. I will choose maybe goat. Okay, you choose goat. I will take your answer. Okay, Đăng, như vậy cô chọn đáp án của Đăng nha. Okay, let's see. Goat or sheep? Để cô coi nha. Oh, it's the sheep, guys, not the goat. Ah, sheep. Hình như là, tại vì á, cô nhớ là hình như là nếu mà nó kêu là bê, có chữ bờ bê thì nó là sheep. Còn nếu mà là con cừu á, thì, sorry guys, nếu mà là con dê á, hình như nó kêu là me, nó kêu bằng chữ mờ á mọi người. Để hôm sau cô mở cái clip, cô lên YouTube, cô kiếm cho tụi con cái clip mà con cừu với con dê mình phân biệt ra sao. Cô theo cô phân biệt là vậy á, cô nhớ hình như là con cừu là nó kêu là bê, mà con dê thì kêu là me, nó kêu là mờ, chữ mờ me, còn này là bê, cô nghĩ là vậy đó. I think so. Let's see. Last one mọi người, câu cuối cùng nha, rồi mình. What's that? Cô đoán ra được ấy. No. Ok, câu này rất là dễ thôi, câu này dễ nè. Quốc Trung, he's blowing his, đang làm gì? He's blowing his what? His nose. Yeah, his nose, easy right? Blowing his nose có nghĩa là đang người, đang xì mũi á, cái tiếng xì mũi á. Yes, good job everybody, well done. Bless you. Bless you ở đây. Mỗi lần mà ở bên nước ngoài á, thì nếu mà người ta mà thấy ai mà xì mũi hoặc là hắt xì ở ngoài đường á, achoo, thì người ta sẽ nói là bless you, bless you. Đó, người ta sẽ nói lại. Đây là một cái câu mà tụi con không cảm thán á. Khi mà con gặp ai mà hắt xì hoặc là con gặp ai xì mũi ở ngoài á, người ta hay nói là bless you, bless you. Đó, ok. Good job guys. Well done. Good job everybody. Nếu mà cô tìm xem hôm sau còn có mấy bài giống giống vậy nữa không thì cô sẽ cho tụi con ở đây nó có cái này nè. Thì hôm sau cô tìm thêm mấy cái bài giống như vậy nữa để cô cho các bạn làm thử nha. Ok, good job everybody. Well done for today's class. Hôm nay thì lớp mình chỉ có như vậy thôi. Đó, chỉ có làm quiz như vậy thôi. Thì hôm sau chắc là cô nghĩ là không có bài tập về nhà lần này đâu, hoặc là cô cho tụi con làm một cái bài nào khác, chủ đề khác để chuẩn bị cho cái chủ đề tiếp theo của mình đi.
cô cho các bạn làm bài mới chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo của mình. À, hôm nay cô thấy có rất là nhiều bạn giơ tay nhưng mà cô đã cố gắng mời không trùng khớp mọi người á, nhưng mà cũng không mời hết được. Hôm nay là các bạn giơ tay rất là nhiều đó. I'm very happy. Thank you guys so much for joining the class today. À, có gì cô sẽ gửi các bạn bài tập về nhà chuẩn bị cho chủ đề tiếp theo của mình sau. Okay, good job everyone. I will see you guys on Wednesday, okay? Cô hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nha. Bye bye everyone. Em chào cô. Bye bye. Rồi, để cô mở tiếng mọi người lên. Say goodbye to your friends, okay? Bye guys. See you guys. Bye. See you guys on Wednesday. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye-bye. 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 Bye-b